không phải là một kết quả quá tốt cho game mùa đông, nhưng thực sự MC Mu sau một khoảng thời gian dài thì đã làm chúng ta yên tâm hơn, và chúng ta vừa nói tới anh ấy thì cũng không còn MC Mu nữa rồi. Và quyết định của Mad Clan sẽ là như thế nào đây? Có vẻ như là có thành viên đang thiếu thốn về mặt trang bị. Họ đang cố gắng thủ lại và kiếm cho mình thêm những cái lượng trang bị còn thiếu sót. Và với game mùa đông chuyện gì đã xảy ra thế này? Tiếp tục là Petricorot. Chắc chắn là anh chàng này nghe thấy và bây giờ đẩy ra cơ hội nào siêu vì chúng ta vẫn có một tình huống bye bye chiến thắng. Và đó là Selfie. Ăn anh đi em ơi. Nhưng bây giờ thì Eddie tới từ phía sau lưng và đó là top 16 cho game mùa. Một cái highlight có lẽ là cuối cùng dành cho Selfie, nhưng nó vẫn thật sự là rất xuất sắc. Top 16 cho game hòa đồng. Nhưng game hòa đồng đã cho chúng ta thấy những màn trình diễn thật sự là rất bất ngờ, cũng như những gì họ đã cống hiến chúng ta ở sân chơi này, mặc dù không phải là một đội hình xuất sắc nhất. Dẫu sao, ta vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ cho game hòa đồng, và hy vọng rằng những người hùng ta sẽ quay trở về Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta có Starlord của Anthropos36 nhìn ngược lại về phía Đinh Nguyễn Tát. Trước đây thì họ cũng đã từng gặp nhau rồi, và bây giờ thì sẽ là tình huống chủ động xấy, nhưng sau đó thì không có bất kỳ một cơ hội nào cả. Punet đã quá nhạy bén. Silent Knight đang cố gắng đứng lên cao hơn để nhìn về phía của Vira. Bây giờ thì chúng ta có những tình huống đầu súng Eddie nấp ở Alinbot. Eddie cũng nằm ngay sau đó. Gắt Miao đã bị bắt lại. Silent Knight nằm luôn rồi. Mọi thứ xảy ra là quá nhanh và mỗi bên mất đi cho mình đó là hai người. CJ cùng với Matt đó là hai player còn lại đến từ bên phía của đội hình Archangel Predator. Tanky cũng vừa nấp ở Punet bên phía của đó là Dignitas. Nhưng điểm kill thuộc về BBL. Eddie kịp thời được cứu dậy sau tình huống giao tranh vừa rồi. Ba người dành cho Buram. Archangel Breaker vẫn đang cố gắng chống trả những binh gì cũng đã nấp vào được Dignita Shinboy một đâu đó trên bản đồ. CJ đang tới. Mad Dog sẽ phải kết hợp với CJ và vẫn chưa phải nằm một quả nết quá chính xác, và nó cấu được nửa cây máu Konashi, đồng thời nấp vào được vị trí của Eddie. Và như vậy phần nào đó hai bên đã có những tình huống mà đổi mạng không nhất thiết ở thời điểm này, mặc dù đây là phase thứ tư rồi, nhưng việc họ chạm trán nhau vị trí đã là quá gần. Và đương nhiên cả hai bên đều sẽ chịu những sự thiệt thòi trong đó. Thì với Sonic Stream Deep lúc ở first phase có vẻ là tình huống mà Sonic đang muốn công vào khu nhà có hai thành viên FaZe Clan. Dẫu sao first phase ăn phải của Molotov đang phải nằm ô bụng những ITZ còn đó. S1897. Đương nhiên rồi, trong tiếng thủ nhà thì những khẩu shotgun sẽ được đưa lên hàng đầu, nhưng Stream Deep sẽ được cứu trong tình huống này. Smoke tiếp tục trả ra. Trong khi đó thì Archangel Predator cùng Buriram cũng chạm với nhau. Nara một chấm máu còn lại, không thể quay lưng chờ đối phương, nhưng đã tiếng đáp trả cực kỳ là gắt gao. 8 chấm máu ăn một viên đạn là bị knock ngay lập tức, nhưng ta còn thời gian hồi trình một cái phần Edkit. Bây giờ thêm cả Petricorot muốn đẩy sang nữa, hai đội này cầm chân nhau càng lâu thì Petricorot lại càng được hưởng lợi. Và vừa rồi Mew xuất hiện, Magdot nằm, và bây giờ có thể những điểm số tiếp theo được đem về từ phía cả Buriram nữa. Buriram nên xoay sở thật nhanh tình huống này, tránh để cho Petricorot họ đẩy vội vào. Và như vậy thì ta đã tặng đến thêm một tuyển nữa, đó là Dignitas vị trí thứ 12. Thì BL phải chấp nhận với điều đó. Một góc ở trung tâm xung quanh trên high ground đều có thể check vào được. Mặc dù có xe nhưng nó cũng không thể thay đổi trong tình thế này nhiều. Quay trở lại góc viền bò của Sonic đi. Khi mà vừa rồi thì họ cũng đang ở phía outbound, và góc này họ đâm vào thì vẫn có thể sẽ gặp BBL. BBL sẽ còn gặp nhiều những cái khó khăn hơn nữa. Và đây rồi, Oz xuất hiện và nết quá tốt từ vị trí Kickstar. Tạm biệt tất cả các thành viên của BBL trong sân chơi này với top thứ 10. Và 8 team còn lại khi mà cái tên ra đi tiếp theo vừa rồi là vị trí của Buriram United Esports. Thêm một đại diện của châu Á Thái Bình Dương dừng cuộc chơi, và cho đến thời điểm này có lẽ tất cả chúng ta sẽ dồn hết những cái hy vọng và cái sự cổ vũ dành cho Apex Allround, khi đây cũng là đại diện của châu Á Thái Bình Dương cuối cùng ở vòng Grand Survival. Trước đó thì Fury đã vào được rồi, và bây giờ thì trận thiếu cuối cùng sẽ chỉ còn lại với Apex Allround với cả 4 thành viên thôi. Và vừa nhắc đến Apex Allround, đâm thẳng vào góc trung tâm của Oz. Một phương án đẩy vào rất nhiều người trên một con xe, nhưng sau là smoke này thì không có quá nhiều thông tin khi mà cố gắng tình huống đổi mạng với Kickstart như Jayer. Một tiếng đổi mạng, Jankov xuất hiện nhưng ta không xả được quá nhiều đam. Và chuyện gì đã xảy ra thế này? Top 8 cho Oz, nhưng Apex Allround họ dừng lại chớp nhoáng ở vị trí top thứ 7 mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta thấy luôn cả góc đứng của Mad Clan cũng đang bị nhắm tới. Ma Mu với những quả nết liên tục trả vào đã nốc vào được một người. Tiếp tục là Sonic có ở ngay đây, và họ sẽ có được tất cả những điểm kill ở khu vực này. Ian đang cố gắng vùng vẫy, nhưng sau đó anh ta chẳng thể làm gì được cả. Mọi thứ đang giáng vào đầu của Mad Clan, và trời sập rồi, top 6 cho Mad Clan. Thì tỷ lệ cũng sẽ thấp đi hơn đi phần nào khi đây là cái góc 6 giờ bị nhìn vào từ phía Petricorot, và nó cũng có vẻ như cũng đã out ra phần nào ở vòng bo. Vừa rồi thì Mew thì sơ của Gaming Summer cũng quả Molotov tốt đốt vào vị trí của Con. Trong tình huống này thì đẩy thì phải đợt thật nhanh, còn không thì sẽ là gãy ngay lập tức. Và Linh Du rất nhanh tay thôi, S1897 trên tay, nhưng smoke quá nhiều, không thể để có một chút thông tin nào cả, nhưng đang rất cố gắng trong tình huống phản xạ của mình. Nhưng dẫu sao thì Americano là người thế tốt hơn rất nhiều, nhưng đó cũng là những gì cuối cùng mà anh ta làm được trong màu áo riêng nào. Faithful Leslie cùng với Dante đang cố gắng stack lại với nhau để hỗ trợ từ khắp mọi phía, tránh bị đối phương focus vào. Mew quay ngược trở lại, knock out Summer bên phía của Mew thì Circle Gaming.
Tiếp tục là Patrick Kroos lên tiếng. Một trận thi đấu mà Patrick Kroos đang bắn rất chiến. Cho đến thời điểm hiện tại đã có đến 10 kill dành cho Patrick Kroos rồi. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, việc Patrick Kroos cứ tiếp tục focus vào Mutiser của Gaming như này thì họ sẽ cần phải xử lý thật nhanh. Trong khi mà Unix vẫn đang nhìn sang Sonic thì phía bên này Mutiser của Gaming cùng Patrick Kroos sẽ đối đầu với nhau. Nhưng nét quá tốt đi. Từ phía Sonic có vẻ như vị trí của tình của tôi đang cần để được cứu lên. Còn từ phía Unix, việc nó stick lại quá gần nhau đã phải nhận những cái sự thiệt thòi từ những quả đồ, những quả nết hay molotov của đối phương trả vào. Mutiser của Gaming, một phương án di chuyển rất táo bạo, nhưng đó là những gì họ làm được mà thôi. Chiếc lốp xe đã bị tổn hại khiến cho họ bắt buộc phải lái xe được kiểu ngược chiều nước mắt. Và sau đó thì đi hết luôn đến từ Mutiser của Gaming. Phết thoải mái bắn và chẳng có điều gì ngăn cản anh chàng này cả. Top 4 cho MCG, họ sẽ chính thức dừng chân tại đây. Nếu như muốn đưa về cho mình quyết định tốt, và đây sẽ tiếng đẩy thẳng vào từ phía Sonic. Xe đang bắt đầu đi vào và đầy drive bài đến từ phía Sonic. Tingleton một chấm bao không xoay chuyển được. Dante đổi mạng rất nhanh. Mình gì góp đàm sang. Petrico đang gần như hưởng lợi hoàn toàn tình huống này. Cả hai bên, cả Unix cả Sonic đều chỉ nhìn vào nhau thôi và mặc kệ phía Petrico. Nhưng đó là điều rất dễ hiểu. Patrick Kroos có góc quá đẹp rồi. Thời điểm này thì Unix sẽ còn thời gian để cứu lên đồng đội của mình hay không đây. Còn với cả phía của Sonic nữa. Nhưng dẫu sao, Sonic ơi, thật sự nếu đây là một cái top 2 nữa thì cũng sẽ rất dễ hiểu họ thôi. Họ đã rất cố gắng rồi, nhưng thời điểm này đã là góc quá xấu. Trong khi Patrick Kroos họ xoay chuyển tình thế này hoàn toàn một cách chủ động. Và đó là top 1 dành cho Patrick Kroos, cũng như tấm vé cuối cùng góp mặt vào Grand Final. Còn Sonic, tất cả những gì họ cho chúng ta thấy đó là những màn công hiến cực kỳ tuyệt vời, cũng như là không hề biết mệt mỏi, luôn hướng đến những kết quả tốt, nhưng sau cùng vẫn là một cái top 2.